handled that. May I study your watch for a second? My darts bite! I can hoot hoot, toot toot, hoot hoot, toot toot, blah, blah, blah. Speed, precision, and strength. Keep up the rhythm. Cậu đừng đi chơi cùng máy à? Ông tôi cùng máy à? One shot, one kill. Đủ bọn tôi nó cho bơ rồi thế. Trời, chết luôn. You can't run from my arrow. My power is growing! Not yet, Eddie. Bảo vệ AD. AD rất là quan trọng. Bảo vệ con này có thể nó có năng chịu khô để tử. Một hai cái này, hai món, một món gì đó thế. Cái của mình rồi. Giáp tâm linh họ cần rồi. Thân của cái ác giảm được mặt ông tôi xuống rồi. Má thằng này vẫn ghê vậy. Nó có ai cũng vô cực rồi. Hai thằng này bắt đi.
mày chơi cái ông đi vô súng à, mày xuống thằng mày. Con đó được mày em vô súng. Cho nó đủ bộ xong rồi mới kiếm tươi. Anh nói để tao đập chút hắn ở tay tao bỏ kê tao chắc nó có thêm tao ở tay nó chết vương ngụy vũ thiên thông thông cho con trang bị cái nó không bị động. Khi mà chết chết mẹ hát mẹ thân thì chết. Mình vẫn thắng rồi. À, nó chơi tướng như mình. I have a clumsy new apprentice called One Shot Watch. Trình độ khá kinh. Đã siêu là. Không, cái không. Anh tắp một rồi. Đây, không sao. Ghê lắm. Chưa, anh chưa được cuộc sống. Kỹ năng súng của anh thằng thật công quá đi. Mình không được cạnh đâu. Em đang xem phim nha. Em có cạnh không cả. Đâu là có tiếng mọi phát ra. Trong game này. Cho bom đi, đi không không cho tướng thật đó. Sắp được rồi, con cuối cùng đây rồi ta. Ở ngoài và hai mẹ em được mua nhận đấy. Không phụ bằng đem đóng nha. Nhưng mà mình không cần. Mình đủ rồi. Đâu là mình xin tí gì nãy. Mình bị đứt hai keo. Đồ mình đứng tóc rồi. Tóc nhưng mình sẽ cộng nhân tướng rồi. Mình gần cái nhân tướng. Ok lại phép. Nên nói nhân tướng mình đã phép. Cần thêm một con tướng mặt ra nữa. Không bị nhân. Ra đi một con bị nhân. Trò chơi phân thân mặt ra. Ba con rồi ba. Hình như nó theo mình. Đi đi đi. Bóng đi rồi. Ngã theo tôi chỗ chị. Ngã.
anh thật nè. Cho thật cung phải chết cho làm gì. Không nhân hiệp sĩ cử chết anh cung anh không kê thông lộ em ở bán cô này lấy cô này. Đấy, con nằm đập hay một này. Đây, nằm đập luôn. Mình đậu khoan nằm đập luôn. Đấy, con ghê vô. Bán con này, đỉnh hay cắt. Đó, đấy, con ghê vô. Đó, thấy chưa? Mình lại có 6 bộ. Cái này yêu cầu tầm xa. Yêu cầu lên công phố khác. Tướng chịu hồi. Tăng tốc độ. Tướng đấu. Khí độc kẻ thù. Ngon. Tính tốc độ pha giúp đấu ngon quá. Con này đấu rồi, còn một con đấu nữa. Anh này con đi vào 1, anh nó quay đi vào 3. Đi vào 2, thật cái đùa. Trụ thắng 11, giết 1 thằng. Trụ thắng 3. À, nó chơi hẹp phép. Mình chơi hẹp lại lên. Ngộ không tự nhiên. Đang kêu. Đây, anh này. Chúc mừng anh. Không. Anh ta ngu. Anh chết này. Chết này. Chết này. Xem đi như bạn. Đụ anh tắm này một chút chết. Anh trông như chút thiên quá. Ờ giờ thiên đấu. Ok. Ok. Anh rồi bay. Chờ kiếm một không địa nhân. Đó chơi. Mạnh nhân bỏ cà kè. Chết. Nhưng bạn của con trận chiến cuối cùng tất nhiên mình là tốc độ rồi. Tốc độ cho đêm bán công phòng tự nhiên. Knowing is not enough kung fu, we must have boxing as
not a way to hurt somebody, but an order. Mày cầm phép thì chơi tao, mày cầm phép chơi tim ra địa phóng này. Phép phải là chơi với thiên nga địa phóng. Do còn hai cuối cùng. Mà chị nội như thế nào, mình cũng chết rồi con. Để tự tao cũng chơi cho chị hôn luôn. Chắc tên ta. Đường này cũng chết. Rồi sao Việt Nam ngoan cái mặt ra. Anh chơi game mà. Giờ tìm gì? Hả à, thôi chứ giờ sao nữa. Ui, con này em là hai. Để đâm bỏ. Nó mà em thu bóc trang mất. Bóc thu bóc hết lắm chết một con luôn mà. Ý quá. Sắc phụ anh đi. Nhân bạn thương. Tiền làm gì? Phá. Tông băng tao. Mình biết con nói làm gì. Mình biết con nói làm gì. Bọn này nó còn mạnh nha con. Mày chết chắc rồi con. Không chết một con đúng không? Lên cờ. Tóc một hai lần. Ui, lịch sử vậy. Tân thoại. Quyền thoại. Sự thi. Thi. Đại cao thủ. Cao thủ. Tinh anh. Ồ, vậy là mình sắp lên cao thủ rồi. Nếu các bạn nào mà kêu mình còn ra mấy cao thủ đây mình sẽ cho các bạn xem xếp hạng rồi đây đó vô bạc rồi mình sắp lên cao thủ quá chúng mình ít cho xem mình chịu đấu thôi. Mình chịu trận đấu an toàn thành tựu. Mình không nên cặp đâu, mình đã nhìn nó rất gần xíu. Nhưng mà quá đá à. Và ok, mình phải kết kỹ này. Đừng quên cho mình ra dụng xem. Đừng quên đăng ký nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ. Ồ, phiên mỹ quá chữ. Đây, xem tiếng Việt thôi. Bye bye, see you again.